Vâng, em Hiro xin mến chào toàn bác nhá. Và hôm nay trong clip này thì em rất là vui mừng, tiếp tục về thêm được 9 quả nữa, nhiều các bạn. Dòng súp ở phân khúc Bát 40 và đây là dòng súp hay nhất trong phân khúc súp Bát 40 thị trường cũng như tại đơn vị Hiro đang bán. Đó là dòng súp Fighter, à quên, dòng súp Screw Master, dòng driver là Bát Fighter. Cái dòng này quá quen thuộc các bác rồi. Điều quan trọng là những quả súp hôm nay em về hàng ấy là những quả súp tuyển chọn đẹp xuất sắc phục vụ các bác cùng anh em. Cái dòng này thỉnh thoảng em về. Kiên đây để cho anh nằm cái chỗ đấy nhá. Nằm ra để tí quay hậu trước hậu sau nhá. Đấy quả đấy thôi. Thì ở đây thì cũng báo cáo bác thì bên Hiếu Minh nhá là em về dầu dưỡng gân loa này các bác ơi. Bao năm trời mới. Bao nhiêu năm các bác hỏi em đến ngày hôm nay mới về thì đợt này em đặt trước mắt là em đặt 6 thùng, mỗi thùng này là 15 lít. Các bác nhá. Về thùng to này xong rồi em sẽ chiết ra mỗi một ra các lọ như 100ml ấy. 100ml thì có thùng dưỡng dưỡng màng này, thùng dưỡng gân này. Anh em có nhu cầu liên hệ em nhá. Em thì mình đang bán tại vì cái các cái lọ để chiết ra ví dụ như em phải mua lọ nhỏ về em để đổ ra tặng các bác cả cái chổi nữa. Thì mình dự định bán là 195.000 đồng trên một lọ, hỗ trợ bao ship các bác nhá. 100ml các bác nhá, 100ml. Thì cái này chắc phải ngày mai ngày kia mới bán được chứ nếu mình là chưa về được lọ nên em quay để thông báo trên kênh em về tổng cộng là đợt này về được trước 2 thùng rồi. Về đặt 6 thùng về tổng cộng trước là 2 thùng thôi. Một thùng này nếu chiết ra thì nó rơi khoảng độ là 10 lọ. À, được 100 gần 200 lọ nhá. Một cái can này thôi là gần 200 lọ này. Gần 200 lọ cái can một cái thùng này. Đấy. Hai thùng là được gần 400 lọ, được khoảng 380 lọ. Hai thùng này chắc em chỉ bán được 1-2 clip là hết thôi. Chắc 1 clip đến 2 clip là hết đống này thôi. Thì đợt này về liên tục để phụ anh em cũng bác nhá. Dòng keo bên em nhập về ấy, là dòng keo công ty. Dòng cao cấp luôn bác nhá. Bên em bán dòng keo là dòng keo cao cấp khác với đơn vị khác. Keo cao cấp và dòng keo cũng như keo dưỡng màng, keo dưỡng gân này là dòng hiện tại bên mình đang nhờ đơn vị DBA Acoustic hay đơn vị của JD. Họ nhập khẩu của chính cái công ty họ sản xuất loa đó để nhập về. Để keo nhập khẩu luôn bác nhá. Cực kỳ cao cấp và bán mức giá hợp lý tốt nhất thị trường cho anh em. Thì quay vào vấn đề hôm nay vẫn tập trung vào những quả súp này. Thì đây là dòng quả súp Bát 40. Có thể nói là những bác nào đáp ứng tiêu chí gấu, đẹp, giá thành hợp lý thì nên hệ Hiếu Đô nhá. Quả này thì hiện tại Hiếu Minh đang áp dụng cái chương trình khuyến mãi cho những bác nào xem clip này, clip đầu này. Bình thường em Hiếu Minh đang bán với giá khoảng 7 triệu 2. Thì các bạn em áp dụng cái chương trình khuyến mãi clip đầu này với mức giá 6 triệu 800 ngàn đồng. Vì số lượng có ít nên em bán luôn khuyến mãi cho anh em luôn. Nên bác nhu cầu nhanh tay liên hệ em nhé. Mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi quả súp Fighter. Dòng này thì em về tổng cộng được có 9 quả thôi các bạn. 2 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đấy. Dòng này sử dụng driver nó là Bát Neo Bi. Mà cái dòng neo này nó ở phân khúc neo là neo hay nhất các bạn nhá. Củ neo dòng này nó rất là to các bạn. Nhà Bát 40 nhưng cái em đang bình thường Bát thường thì đo từ nhưng dòng này bác nhìn cái củ neo nó rộng đường kính như Bát từ thường luôn, rộng đường kính nó rộng khoảng 18 phân. Đấy. Và khung của nó khung gang đúc cực kỳ cao cấp luôn. Vinh nước cho anh ấy. Củ mã của nó là Fighter Pro sản xuất tại Ý nhá. 15FX56560. Công suất hoạt động tối đa chịu đựng của nó là 1400W, loại trở 8 ohm là chịu đựng tối đa. Để đánh được quả súp này các bác chơi cũng đẩy tầm khoảng độ là 800W đến 900W là ok. Lật bát lên cho anh với. Phải nói là rất đẹp các bạn, đẹp lắm các bạn. Fighter Pro là tem 7 màu nhé. Lẫy nó bằng inox nhé, lẫy bằng inox này. Đấy, đẹp lắm các bạn. Màng nó sử dụng màng bóng chống nước nhẹ, gân vải tầm dầu 2 lớp, bát giác. Hôm nay thì Hiếu chỉ review thôi nhá, vì cái dòng này thỉnh thoảng em về là em cũng có test clip rồi. Mà hôm nay cái lô nó về đẹp quá các bạn. Đẹp thủ cảm xuất sắc luôn để phụ bác anh em. Vì có ít nên là hôm nay em khuyến mãi nhá. Bình thường về nó về nhiều là em cũng không khuyến mãi đâu. Để có ít để bán gọi lấy may cho anh em lên kênh thôi. Cũng như các bác thì ngày mai kia cái nọ các cái lọ mà trích em đổ ra các lọ nhỏ để em bán cho bác dầu dưỡng gân ý. Gân dầu dưỡng màng có mà dầu gân có thì anh em liên hệ em nhá. Hàng công ty cực kỳ cao cấp luôn. Screw Master nhá. Cái dòng này là cơ của anh. Cái dòng này là dòng thương hiệu của anh nha. Ở đây là thương hiệu của anh nhưng sử dụng driver là Bát Fighter. Bát nhập khẩu Ý thôi nhá. Screw Master. Dòng này thì có cả loa nữa các bác, có thể ghép đồng bộ loa này Hiếu Minh Đô, dòng loa Screw Master, đồng bộ Fighter. Cái này thì bật bẩn. Hoặc là có thể cho nó
Nói chung là lô này nó chỉ em thấy là đánh giá là chỉ đẹp lắm, đạt đến khoảng 90% các bạn, 90-95%. Còn nói chung bụi bẩn tí này nó bám bám tí thôi. Hàng rất là dữ, hàng gần như tuồn kho thôi. Và 9 quả đẹp như chỉ đẹp như một luôn. Rất đẹp rồi nhá. Rất đẹp luôn đấy anh em. Nhìn cái bát nó đẹp thế này. Linh lượt cho anh vào nào. Lượt cho anh nữa. Đẹp lắm các bạn. Đấy. Đẹp lắm, từ cái nhện nhiếc của nó đẹp long lanh luôn các nhá. Long lanh luôn đẹp. Lần này chúng mình là về rất nhiều mã model súp, sắp tới đây nó còn súp kép, cũng súp đơn, kể những mã súp đơn đây em 50 hôm trước em quay đây, hay được cả mới về thêm đây, em đã quay cho các bác đâu. Súp 50 thì nó to hơn nhưng mà nó cái lô này thì giá nó êm hơn, nó êm cả 40 này. Vì cái dòng Phaito đấy là phân khúc cao cấp nên bản thân em nhập ý, thì đa số là những quả nó sẽ đẹp, tuyển cho anh em chơi. Vinh lật cho anh với nào. Các bác nào mà mang tính chất gọi siêu tầm mà chơi những quả súp này, cái dòng này thiết kế cái form thùng của nó là cái form thùng nó thiết kế y như cái quả súp Lexo LS600. Cái form thùng này nó thiên về cái đánh nó có độ bát nó sâu, nó ngoài nó sâu ra nó có độ ấm, vì nó thiết cộng hưởng với cái dòng bát neo này, nó ấm và nó mềm mà nó có độ sâu, đánh rất là hay. Nhà những bác nào nghe nhạc thì đánh quả này thì nó hay lắm, tái tê. Và nhất là kết hợp với dòng sử dụng driver là cái dòng neo bi này, neo bi lớn này, mình vén cho anh em xem đẹp. Gông sử dụng là 2, 4, 6, 8 gông đúc nguyên khối các nhá. Thiết kế cực kỳ cầu kỳ, nói chung cái Phaito thì nhìn nó hầm hố lắm, kể cả những dòng từ thường từ neo vậy, các bác nhìn thì nó hầm hố, đáp ứng đủ các tiêu chí. Thứ nhất là bên thì mình nhập về số lượng thì cái lô như thế, lô đây là số lượng rồi, với cái Phaito thì không phải ai ôm được, bình thường thì lẻ hay lẻ được vài quả thôi, còn những cái lô khoảng 9, 8, 9 quả, 10 quả là lô to rồi. Thì hôm nay em tiếp tục về hàng thông báo anh em trên kênh, các bác có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Nguyễn Đô nhá. Nhất là những bác nào mới mang tính chất siêu tầm mà hôm nay lô đẹp thế này thì nhanh tay liên hệ em, mới lại áp dụng cái chương trình khuyến mãi với mức giá là 6.800.000 đồng quả, mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Và clip của Hiếu Minh đến đây là kết thúc, cảm ơn xem ủng hộ video của em nhá. Đây là phần mặt, quên xin lỗi các bác, cái dòng này thì có cái chân nhá, có chân này, có nhìn chân nhá, chân này đằng trước căng này, đằng trước là cái mặt, đằng trước là Scrum Master này, đằng hậu sau đây, hậu sau bé bé nhức cho anh rồi, nhức ra hàng đẹp rồi. Nhưng em về mình về vẫn phải kiểm tra từng quả một, cẩn thận cho bác. Dòng này cái rất là hay, nó có hộp cắm loa là chân chốc này, thiết kế form nó gọn, tiếng nó hay mà form nó gọn. Cái dòng này quê hôm trước em đã đo form rồi, hôm nay không một thước đây em đo gạn tạm nhá. Một này hơn hai, mỗi gang của em là 22-48, sâu khoảng 48 ngang này. Một này, hai này, ba này, ba 66-65 ngang 65 và cao này. Một này chưa đến 2 phân, chưa đến 2 gang thì nó rộng khoảng 40-45 à, đâu chưa, được, xin lỗi các bác, xin lỗi. Một này à, 2 gang nó rộng 45-45 bác nhá. Scrum Master công suất hoạt động là chịu đựng tối đa, power tối đa chịu đựng là 2000. Đấy, lỗ chở 8 ohm tối đa nhé các nhá. Dòng đến từ thương hiệu của anh. Dụng bát Phaito. Ngoài tiếp tục về hàng, các anh em có nhu cầu liên hệ em nhá, nhất định quả loa súp đẹp như hôm nay. Đấy. Và các bác hẹn sửa clip sau em sẽ bán, bắt đầu mở bán giữ gần loa, còn không bác gọi trước cũng được. Cứ lọ 100ml. Đấy, mình đang bán 195.000 bao ship, giá tốt nhất thị trường. Và điều quan trọng là đây là hàng công ty nhập khẩu của các đơn vị như DB, JD, những công ty mà họ chuyên sản xuất loa hãng thôi. Em muốn nhập cái dòng dầu dưỡng gân nó đúng nguồn gốc xuất xứ. Cái thứ hai nữa là dòng cao cấp về bác dùng nó bền hơn, chất lượng hơn. Đấy. Các bác mua một combo mà nghe mỗi loại một lọ ấy, mỗi lọ một loại 100ml ấy thì là 103, em tính là 360.000. Các bác mua hai lọ thì giá êm hơn. Nhưng 100 là êm được, êm hơn được khoảng độ 70-80, nhưng em mua hai lọ thì rẻ hơn được 70-80, 360.000 hai lọ. Các bác mua một lọ sẽ là 195.000 thôi nhá. Thế anh em có nhu cầu liên hệ em nhá.